Ba. À, con. Hay con về đây ba. Ba cơm nước gì chưa? Đói gì đâu mà cơm nước. Sao lại không đói? Là con người thì phải có no có đói chứ mà. Để con vào con coi cơm nước làm sao coi. Thôi. Con đã dặn ba nhà là phải ăn uống đúng giờ đúng giấc. Sao ho hả ba? Già rồi, ngủ cũng ít mà ăn cũng ít. Ngủ ít thì ba phải ăn bù vào để cho nó có sức khỏe chứ. Chứ ba cứ như thế này làm sao con chịu nổi ba. Ba phải mặt nó vui vẻ lên, tươi tỉnh lên. Chứ lúc nào ba cũng khó quá. Khó đâu khó, tại nó mệt trong người thôi con. Con thì công việc nó bận quá, không có ở nhà thường xuyên được. Cho nên là con tính như này. Con thuê cho ba một người giúp việc nha. Thôi, nhà có gì đâu mà giúp việc. Lại thôi, bây giờ ba càng ngày càng lớn tuổi rồi. Ba có làm gì đâu mà giúp, ba mặc cái nào ba giặt cái đó, ăn cái nào rửa cái đó, nấu cái nào nấu cái đó thôi chứ. Ba cho con quyết định một lần đi ba nha. Rồi. Thế ba nha. Con lo đi nha. Dạ. Con muốn làm gì làm chứ cũng dạ. Chẳng cần giúp việc, cái nhà có chuyện gì đâu. Phải giúp việc. Có giúp việc ba ơi, có người ở nhà mới ba con yên tâm được chứ. Cho tôi hỏi thăm, này phải nhà chú Khoa không ạ? Ủa? Đây, nhà con đây cô ơi. Dạ, tôi. Ủa? Dạ. Con chào cô. Dạ, tôi nè chú Khoa. Út Thơm tới làm giúp việc cho gia đình chú á. Thằng Tuấn nó giới thiệu cô đúng không? Dạ đúng rồi, Tuấn là bà con xa với tôi. Đây là cô uống nước nha. Dạ cho tôi xin miếng nước đi. Ta nói đi nắng nó nóng nó khát nước dữ quá trời. Cậu uống miếng nước đi cô. Dạ tôi xin phép cậu. Dạ. Dạ. Bữa nay gặp cô là con mới thấy Tuấn nó nói đúng ấy. Nó nói là cô là hiền lành, phúc hậu, thật thà mà chịu khó nữa. Ba còn có được cô thì tốt quá. Thế thôi thì công việc nó cũng nhẹ nhàng thôi. Nhưng mà ba con thì tính khó quá cô ạ. Khó lắm. Giống như là quét nhà đấy. Cô cứ nghĩ quét sạch là được. Nhưng không, ba con không cho quét nhà sạch quá. Nó phải còn một ít bụi. Dạ đúng rồi. Người lớn tuổi người ta hay vậy, bị gì người ta đi yếu đó. Thí dụ mà nhà trơn bóng quá là đi dễ té. Nó phải nhám chút xíu vậy mà đi nó chắc cái giò. Thì đấy. Dạ, bữa nào mà tôi lỡ mà tôi quét sạch quá, tôi sẽ ra ngoài tôi hốt một miếng bụi tôi quăng vô cho nó nhám lại. Trời ơi, tôi biết mà. Nói chung là tùy cơ ứng biến đấy. Dạ, bị tôi biết cái đồng tiền ai kiếm cũng cực khổ hết. À, giống như là cậu mướn tôi, cậu đi làm cực khổ, cậu mới có tiền cậu trả tôi đúng không? Mỗi người một công một việc, miễn sao mình làm hết sức với cái công việc ấy là được đúng không cô? Dạ. Như vậy thì con yên tâm rồi. Nói chung là cũng khó vậy thôi, nhưng thật ra trong lòng ba con dễ tính lắm. Dạ thế thôi. Chắc là con chạy ra ngoài có công việc xíu. Thì bây giờ cô cứ làm việc của cô đi nha. Dạ. Xíu về rồi lương lậu sao tính sau nha. Rồi thuốc men ông uống sao cậu mà chỉ tôi để tôi lấy cho ông uống cho đúng bữa. Gì vậy chú? Nhắc con mới nhớ, nãy con đi mua thuốc cho ba con mà quên toa. Dạ. Tôi chết rồi, con đang chạy ra ngoài con lấy cái toa nha. Dạ. Ôi quên toa thuốc con trời. Trời ơi đi từ từ coi chừng té nha cậu ơi. Chào ông, tôi là giúp việc mới, cậu Khoa, cậu mới mướn tôi. Dạ. Chào chị. Dạ, ông uống miếng nước nha, tôi rót ông miếng nước uống. Dạ. Rồi bà chị nhà ở đâu? Tôi ở dưới Rạch Giá. Rạch Giá hả? Dạ. Dạ. Rạch Giá là cái chỗ người ta hay chọc lắm. Dạ. Người ta nói chỗ Rạch Giá là dân Rạch Giá rảnh. Ủa sao vậy ông? Bị giật xong giá lại. Ông cũng vui tính quá em. Vui mới chống nhau, vui chết bà rồi. Dạ. Cho tôi hỏi bà đâu rồi ông? Bà vợ tôi hả? Dạ. Bà mất lâu rồi. Sao bà mất vậy ông? Lúc bà đẻ đứa con xong á, con còn nhỏ bà mất luôn. Bà mất rồi hai cha con mới buồn quá mới bồng con lên Cần Thơ đấy. Chưa ở sỏi mà kế bên Rạch Giá đó.
tôi hỏi. Như gì? Ông ông có phải là ông Chính không? Thì ở đây vòng quanh đây ta kêu tôi Chính, mà kêu Chính Ba Gai. Bị làm gì người ta cũng không ưa, kêu Chính Ba Gai. Rồi chị là thằng con trai tôi nó mướn chị về đó hả? Út Thơm này, ông còn nhớ tôi xin lỗi. Tôi nghĩ là chắc ông cũng không muốn nhớ tôi đâu. Cũng mấy chục năm rồi, nhớ làm chi. Bà thông cảm cho tôi. Ngày xưa tôi chưa bao giờ muốn bỏ bà đi. Nhưng mà biết ba má tôi khó. Ba má tôi sắp xếp như thế nào là tôi phải nghe theo. Ba má tôi kêu tôi gì à? Lấy má của thằng Khoa. Tôi cắn răng tôi về tôi lấy. Chứ thực ra có yêu thương gì đâu. Rồi lúc má nó chết tôi đi kiếm bà. Tôi về thì người ta nói bà bỏ đi biệt xứ. Nghĩ là chắc tôi sẽ không làm ở đây đâu. Có gì ông lựa lời, ông nói với cậu Khoa giùm tôi. Tôi xin phép ông tôi đi về. Ông nhớ giữ gìn sức khỏe nha. Tôi xin phép. Bà Út, người giúp việc thì tôi làm cho người ta.
Thôi vô ngồi. Dạ. Vô ngồi đi. Đây xuống đó uống trà. Rồi chồng con sao? Chồng con sao mà đi làm mướn? Bà gãy đổ tới giờ là bà chưa gì hết, còn nguyên. Trời, chưa một lần bà biết bước lên xe bông chưa. Trời, cái gì ngon cái gì. Ý tôi nói là tôi cũng xin lỗi bà vì tôi mà số phận bà nó lên đến có bây giờ vậy. Vợ tôi cũng chết lâu rồi. Ông mà tới gần tôi tán ông liền. Chứ ông làm cái gì vậy? Đứng lên rót nước mà bà uống. Lâu rồi chú uống chung, hồi chú uống chung ngoài có sao đâu. Hồi xưa khác, bây giờ khác. Bà không uống, tôi uống. Khác mới uống chung ly là có bầu đó. Má bà cũng lạc hậu ha. Rồi cuối cùng đâu có mời ly nước nào đâu. Uống không? Uống. Bà tới đây làm gì? Người ở. Thì tự rót đi. Cái gì vậy? Tới làm người ở chứ phải làm má tôi đâu. Trời ơi trời. Thiệt á, tự nhiên tới đây được hơi lại biết bao nhiêu kỷ niệm đau buồn. Đáng lẽ ông á nghe, ông là phải đền bù cho tôi á. Rồi bây giờ vậy, hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, về đây ở với tôi. Ý ông là ta là bỏ đi hết, ta làm lại từ đầu. Thôi đi, không ổn đâu ông ơi. Bây giờ già cả hết rồi phải không? Ngày xưa cũng có dính líu chút xíu, lỡ có gì mệt lắm người ta dị nghị tôi cũng không muốn. Dị nghị cái gì? Giờ bà về tôi làm một cái đám cưới rình rang với bà cho xóm này biết mặt cái dị nghị gì. Ông có điên không? Hồi đó sao không cưới tôi đi cưới người ta rồi bây giờ đòi cưới tôi? Hồi đó là ba má tôi ép tôi. Ủa bây giờ ai lại ép được tôi nữa? Bây giờ ba má không còn đâu mà ép. Thì đó, bây giờ tôi quyết định hết. Quyết định gì? Tôi phải lấy bà. Ôi trời. Nghe là con vậy, ba nói cái gì vậy? Dạ cậu Khoa, tôi xin lỗi cậu, tôi trời ơi, con có phải ba mới nói là tôi muốn lấy bà là sao? Cậu hiểu lầm rồi, thật ra là ông từ em để đó anh lo. Trời ơi trời, là sao ba? Trời ơi, đây là tình yêu duy nhất trong cuộc đời của ba. Không có đâu. Ba làm gì trong nhà này vậy? Tôi người ở mà. Người ở đâu được lên tiếng. Ba con mình sống với nhau bao nhiêu lâu nay rồi tự nhiên lòi ra bà này là sao? Đây, bà coi đi. Đây là hình ba với lại dì của con ngày xưa. Ba còn vẫn giữ tới giờ này là vì tình yêu. Còn với má con là tình nghĩa. Vì ông bà nội muốn ba dạy nên ba làm như vậy để đáp đền lại chữ hiếu. Ba nói như vậy ba không thấy nhục với mẹ con hả? Vậy là bao nhiêu năm nay ba sống với mẹ con chỉ là thương hại hả? Rồi ba coi con là cái gì? Ba không yêu mẹ con rồi ba đẻ con ra, ba có thương con không? Ba thương con. Còn cô nữa, phải là cô cố tình tới đây xin giúp việc đúng không? Không có đâu cậu ơi, tôi không không có không gì hết đấy. Vậy mà thằng Tuấn nó nói là có cái gì thật thà, cái gì mà phúc hậu. Tôi kêu tôi tới đây để giặt quần áo cho ba tôi, cô tới đây muốn cởi quần áo ba tôi luôn hả? Ai chứ còn gì nữa ba? Mày đã.
Mày nói gì vậy? Chứ sao nha ba? Này mày mất dạy với tao được. Mày mất dạy với người phụ nữ tao giết mày như mày. Thôi. À, tôi thấy cái sự xuất hiện của tôi làm gia đình xào xáo quá. Thôi tôi xin phép tôi đi kìa. Bố đứng đó. Bà, từ khi ba sinh con ra chưa bao giờ ba đánh con, mà hôm nay vì người phụ nữ này ba đánh con sao ba? Ông Chính ơi, tôi thấy vậy nè ông Chính. Tôi với ông dù gì nó cũng mấy chục năm rồi. Mình lớn rồi ông. Mình sống vì hạnh phúc của con đi. Sống vì con đi ông. Coi như là cái tình cảm ngày xưa của hai đứa mình, mình cất đi. Con có bao giờ hiểu hạnh phúc là gì không Khoa? Cả cuộc đời này, khi còn trẻ, ba đã sống cho ông bà nội. Khi lấy má con, ba sống cho má con. Rồi khi sinh con ra thì ba phải sống cho con chứ. Ba đã sống cho con và cả gia đình này. Bây giờ ba già, gần đất xa trời, không biết ngày nào ba chết. Chẳng lẽ một cái hạnh phúc nhỏ nhoi cuối cùng này mà con tiếc với ba cho con? Nhận ba có thể tới với người một người phụ nữ khác, nhưng con không thể chấp nhận ba tới với người yêu cũ của ba được. Một người đàn bà mà bao nhiêu năm qua ba sống với mẹ con, ba chỉ nhớ tới người đó thôi sao ba? Con không muốn ở đây nữa đâu. Ở đây một hồi con sợ con sẽ hỗn với ba đó. Làm cái gì vậy ông Chính? Với ông cũng mấy chục năm rồi, đừng có vì cái hạnh phúc riêng của mình mà để cho con cái nó đau khổ như vậy. Lỗi tại tôi, tại tôi đến đây để gây cái chuyện không vui cho gia đình ông. Tôi sẽ chẳng bao giờ đem lại hạnh phúc cho ông đâu ông Chính. Tôi cảm ơn ông là lúc nào cũng nhớ đến tôi. Nhưng tôi và ông sẽ không bao giờ đến với nhau được đâu. Thôi tôi đi. Đi nghe Chính ơi. Thank you.
như trong cuộc sống này, mỗi người đều ở vị trí của nhau mà suy nghĩ, thì hay biết mấy.